Xin chào quý anh chị và các bạn, và tiếp theo trong cái video này chúng tôi xin hướng dẫn các anh chị là cách để chúng ta đeo cái trang sức, cái đồ phong thủy có cái hình tỷ hưu và cách để chúng ta bảo quản các cái trang sức này. Vì chúng ta biết rằng là vì là cái linh thú đem tới bình an, may mắn và phước lành nên là được chế tác rất nhiều các cái đồ trang sức được cả phái nam và lẫn phái nữ yêu thích và sử dụng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách để chúng ta đeo cái vật phẩm phong thủy này đúng cách để hấp thu hết được những cái năng lượng may mắn của chúng. Dưới đây là một số các cái cách đeo tỷ hưu chuẩn phong thủy mà chúng ta cần biết. Thứ nhất là đối với cái đồ trang sức, đồ phong thủy nói chung thì để chúng ta chú ý là chúng ta phải để cái miệng hướng lên trên, đầu hướng về phía người đeo để thu hút được nhiều tài lộc về bản thân nhất. Không đeo theo hướng chúc đầu xuống dưới và không dùng cái loại có đục lỗ ở phần đuôi để xỏ dây vì như vậy sẽ làm tài lộc thất thoát đi mất. Và nếu đeo cái trang sức có hình thủy thú này bên trái thì mông nó phải quay về bên trái. Nếu đeo bên phải thì mông của nó phải quay về bên phải. Và khi tháo cái trang sức ra không đeo nữa thì bạn nên vỗ vào bụng chúng. Đây là cái mẹo để đánh thức tỷ hưu, khiến chúng nhả ra tiền tài, giúp gia chủ phát tài phát lộc hơn. Ngoài ra thì khi mà lựa chọn đeo cái trang sức tỷ hưu thì bạn cũng nên lựa chọn hợp với tuổi, hợp với mệnh, hoặc là chú ý đến cái màu sắc của chúng để nhận được nhiều may mắn hơn. Và đây là cái cách mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn là cách lựa chọn để phù hợp với tuổi và mệnh ở trong cái video trước đây rồi. Các bạn có thể xem lại cái video đấy để lựa chọn phù hợp với tuổi của mình. Và khi đã biết cách đeo trang sức có hình tỷ hưu chính xác thì bạn cũng nên biết cách là bảo quản trang sức cái tỷ hưu để cái vật phẩm này luôn sáng bóng, bền đẹp để phát huy cái tác dụng của nó. Vậy thì bảo quản bằng cách như thế nào? Thứ nhất là chúng ta có thể đặt trong cái hộp bảo quản. Vậy thì khi mà chúng ta mua các cái món đồ trang sức tỷ hưu á, chắc chắn là người bán sẽ cho bạn một cái hộp đựng cẩn thận và sạch sẽ. Bạn nên giữ gìn chiếc hộp này cẩn thận và bảo quản trang sức tỷ hưu vào trong đó mỗi khi mà không đeo nữa. Cái thứ hai là chúng ta đặt ở cái vị trí sạch sẽ thoáng mát. Vì tỷ hưu là cái linh thú nên là được đặt ở những cái vị trí sạch sẽ thoáng mát. Bạn có thể đặt ngay chúng trên bàn làm việc nếu có sở thích thường xuyên đeo trang sức. Tuyệt đối là không được để tỷ hưu ở những cái nơi nhiều âm khí như nhà tắm hay là nhà bếp. Cái thứ ba là phải thường xuyên vệ sinh tỷ hưu. Nhiều người cho rằng tỷ hưu có hồn và chúng cần được vệ sinh sạch sẽ. Việc vệ sinh này cần được tiến hành định kỳ. Tương truyền rằng thì thời gian thích hợp để vệ sinh tỷ hưu là cái khoảng 4 lần trên năm. Và vào các ngày mùng 6 tháng 2, mùng 2 tháng 6, 14 tháng 7 và ngày 12 tháng 9 tính theo âm lịch. Và một cái điều rất quan trọng nữa là bày tỏ cái thái độ tôn trọng. Chủ nhân khi mà thỉnh cái tỷ hưu về bày cần thể hiện cái thái độ tôn trọng. Ví dụ không nói là mua về mà nói là mời về, thỉnh về. Vì tỷ hưu lấy tiền tài làm thức ăn nên ở cái nơi cung phụng cần thả một cái chút tiền làm thực lộc. Nhưng không nên để nhiều lắm bởi nếu quá nhiều thủy thú ăn no sẽ không hút lộc tứ phương về nữa. Một cái điều cần biết khi dùng tỷ hưu nữa là mọi việc đều có cái tính chất hai mặt, kể cả cái việc mà sử dụng cái vật phẩm phong thủy chiêu tài cũng vậy. Muốn có cái tài lộc đến thì cũng phải chấp nhận một cái chút rủi ro là hút cả những cái món tiền bất chính của tiểu nhân, hãy thận trọng kéo gặp rắc rối. Và một cái điều cực kỳ quan trọng nữa là phải chủ nhân nên tích đức hành thiện. Tỷ hưu thu nạp tiền tài không nhã ra, mặt tốt là cái sự giàu có thịnh vượng, nhưng mặt trái là cái sự tham lam quá độ, thuận theo tự nhiên. Có âm thì có dương, có vào thì có ra mới là cái lẽ hợp lý. Bằng không âm dương mất cân bằng, cuối cùng tai hại. Vì thế mà lưu ý khi mà bày tỷ hưu là người dùng tỷ hưu phải có tâm địa thiện lương, thường xuyên giúp đỡ người khác, tránh lòng tham vô đáy thì mới lâu dài bền vững. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.